quay hoa xuống tay lại mọi người. Và loại này thì mình cung cấp các tỉnh trên toàn quốc, cây giống và củ giống gửi đi đảm bảo. Nhưng mọi người yên tâm khi trồng, cái này có thể trồng trọng, trồng bể, trồng ao, trồng hồ, các khu du lịch, khu vui chơi, hoặc là nuôi ốc nhồi để tạo bóng mát về mùa hè, ốc nhồi phát triển và sinh trưởng tốt. Nó có rất nhiều tác dụng và công dụng. Ngoài ra nó có thể là dùng trong các bữa ăn thay rau lẩu các loại. Số điện thoại của mình là 0983, mình hơi khải cổ, 517796. Hiện tại là đang là 7:57. Trời mùa đông ở ngoài Bắc nên là màu hoa nó sẽ nhạt hơn. Tuy nhiên là nếu mà về mùa hè thì bông nó sẽ đậm như này nhé. Đó, bông sẽ đậm hơn vào mùa hè này. 0983517796. Mỗi một cây mà trồng ao khi ra nó sẽ được nhiều bông như này mọi người. Một cây đấy, một cây, mỗi cây như này nó sẽ ra tầm đến gần 20 bông. Nói chung là mọi người cắm đủ một lọ hoa ok luôn. Nếu mà nhà mình có khu vực kênh, mương hoặc thậm chí ao, hồ, bể cá, mọi người có thể trồng vào để có hoa cắm thường xuyên. Mình ở miền Bắc mùa đông nên là hoa cái màu nó sẽ nhạt hơn một chút so với mùa hè. Mùa hè bông nó sẽ đậm hơn và đẹp hơn mọi người nhé. Đó. Tuy nhiên là có bạn thì cũng thích cái màu nhạt hơn này. Số điện thoại của mình là 0983517796. 0983517796. Mình quay video đây là trực tiếp luôn cho mọi người xem, không mọi người lại bảo là hay là shop Photoshop nó mới đẹp như vậy. À không có đâu ạ. Mình quay thực tế luôn cho mọi người xem. Đấy, mọi người có thể thấy là những con vật này nó đang bay, nó linh động như thế này thì không có cái chuyện Photoshop mà nó đẹp đâu. Nó đẹp như thế đấy. Nếu bạn nào mà thích giống hoa này trồng làm cảnh hoặc làm khu vui chơi, cải thiện kinh tế, ví dụ như hồ câu cá, mình có thể chia ra cái khoanh vùng, một cái vùng để dành cho khách du lịch chụp ảnh hoặc là đưa vợ con họ đến chơi, thì mọi người có thể là biến cái khu đấy thành nơi check in, một cái khoảng của hồ bể đấy thành một khu check in để cho mọi người chụp ảnh. Mình quay như này để cho mọi người thấy là cái video hoa nó thực tế đẹp như thế này. Mọi người bảo ôi dồi, chắc là quay chỉnh sửa gì đấy thì nó mới to mới đẹp như thế, không đúng không ạ? Đây mình có thể quay cho mọi người xem. Đây cái bàn tay của mình. Đó. Hoa rất là to, màu rất là đẹp. Rõ ràng luôn, hình ảnh rõ ràng. Bạn nào thích hoa này thì alo cho mình nhá. Mình gửi luôn các tỉnh, gửi đảm bảo luôn mọi người ạ. Nếu mọi người còn lăn tăn vấn đề gửi ra ủa nó dập thế làm sao, nó sống được rồi thế nọ thế kia, thì mọi người có thể mua củ. Nhưng mà đại loại là cái hoa này là hoa ta nên là nó phù hợp với khí hậu của Việt Nam đã từ trước rồi, nên mọi người yên tâm là nó sống và phát triển tốt. Đó. Mình tư vấn một cách rất là thực tế và cho mọi người xem thấy là cái cách mở cắm hoa và bình hoa khi mà chúng ta xây dựng cái những cái khu vui chơi này. Đấy, mọi người thấy ông chú vừa sang đây rồi. Đó. Thì xây dựng những khu vui chơi thì chúng ta có thể cắm một lọ hoa ở bàn tiếp tân, rồi các khu check in thì chúng ta có thể trồng hoa để nâng cao tối đa cái giá trị kinh tế và nâng cao cái kinh tế, cũng như là để làm giàu cho chính trên những cái mảnh đất mà tưởng như là vô chừng là bỏ không đó, cằn cỗi như thế không làm gì, thì mình có thể làm giàu từ cách kinh doanh như vậy nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.